giờ như chị anh lên lên rep mà không phải nghĩ về tiền được, đúng không ạ? Đấy, mới dạy có ai nên như chị anh bây giờ cũng là mới bốn chân thôi, ta không phải nghĩ về tiền được đó. Đây là điều kiện chiến lược của anh Hùng là đi hết sơ đồ đấy chị, đúng không ạ? Lên đem mà lên mà lưu lên mà lên, tức là chị cứ chờ ngày chờ tháng chiến đấu đi của mà lên thôi. Ê, cái chị đấy công thức là tuyệt vời đúng không ạ? Đúng không ạ? Thực sự là khi các anh chị làm nhúng mình vào một thời gian thì sẽ thấy rằng cái công thức này quá tuyệt vời luôn đó. Đấy, phần chia sẻ của em là tạm thời đến đấy thôi nhé, còn để sau thì chắc là em mình sẽ học những nhóm nhỏ để không hiểu thế nào thì chúng ta sẽ hỏi đáp thêm. Cả nhà hôm nay có nhận được điều gì không? Có nhắn bật mic sau lưng nhá. Cả nhà cho online cho một trang bông.